Đó em gặp khó khăn trong công việc thì anh này đã đứng ra giúp đỡ em một số tiền cũng mấy trăm triệu, mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình không làm được, coi như nợ ân tình đó. Bây giờ nợ đó em đã trả hết chưa? Chưa. Giờ trả hết cuộc đời của tôi cho anh rồi đó. Chị hỏi nè, dạ, cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á, em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của bạn này hay là em một công đôi chuyện? Thật sự thì em không có nghĩ nhiều, em thương rồi em thấy đang bị cái công việc như vậy á, thì nói chung là em hết lòng giúp thôi. Còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không, hay sau này có trả cho mình không, mình không quan trọng là có đền đáp gì không. Rồi đến lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em? Trong một thời gian dùng hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để lấy lại những cái gì mà cô ấy mất mát á, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Dạ. Và cái tình yêu nó có trơn tru không hay là nó gặp nhiều cái sự cố? Ba của em không có đồng ý. Nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục sao mà ba thích? Dạ thì ba đồng ý. Từ từ thì đó, ba thấy ảnh giúp đỡ này nọ rồi ba cũng thấy được là ta tốt với con mình. Nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy? Em dạ, tu mang được cổ bán nhà đó vậy? Như lâu rồi có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó. Cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Giàu thì cũng không giàu đâu, nhưng mà như có nhiều là đưa cho em hết. Chồng em được cái là rất là chịu chơi, chịu chi. Tiền cũng có nhiều nhưng mà rất là chịu chi. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Khách Thế và em năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và tư vấn nhà đất. Chào anh Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoàng Kim Xuân. Em hiện đang kinh doanh spa và bán mỹ phẩm. Trời, em bé này có hai cái đồng điếu dễ thương quá. Em Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 tuổi. Anh Thuận rất muốn biết lần đầu tiên hai bạn gặp nhau ở đâu và lần đầu tiên ai để ý ai trước. Tụi em là chơi chung với nhau từ một cái nhóm bạn. Lúc đó bạn ấy có người yêu rồi, em cũng đã có người yêu luôn rồi, nhưng mà đi chơi chung với nhau. Là chơi với nhau được tầm 4 năm thì bạn ấy chia tay người yêu, em cũng chia tay luôn. Bắt đầu hai người mới đi chơi cùng rồi tự nhiên hai người thích nhau luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, cái thời gian mà hai đứa chia tay người yêu á, rồi xong rồi em có tâm sự với bạn này, rồi bạn này có tâm sự với bạn kia không? Dạ cũng không có tâm sự, tại lúc đó em cũng có người yêu khác nữa. Vậy hả? Tại vì Kim Xuân xinh mà. Rồi lúc đó chắc có lẽ là anh này đơn phương em này đúng không? Dạ. Dạ, nói chung là cũng thích nhẹ cái gì. Thích nhẹ. Đó. Là nghĩ thứ nhì là bao lâu thì tụi em chia tay? Cũng mấy tháng rồi, tại vì hồi xưa em chọn một người phải, nói chung là sự nghiệp này nọ phải chắc ăn. Đúng rồi, phải chắc ăn. Tại vì mình thấy mình cũng xứng đáng được vậy. Nhưng mà sao mình gặp được cái người đó nhưng mà mình không có thích. Em biết và em biết được rõ cái mối quan hệ của vợ em với cái người đó luôn. Đúng. Thành ra là em cứ âm thầm đeo đuổi đúng không? Dạ. Rồi bao lâu thì em mới chinh phục được cô gái này? 3-4 tháng gì đó. Sau khi mà em chia tay với cái bạn thứ nhì rồi đúng không? Dạ. Nghĩ như là quen qua đường thôi, không nghĩ là tới với người này. Tức là nghĩ là quen qua đường bạn này thôi. Ai dè tại sao lại thương đậm sâu như vậy? Thực ra thì lúc đó em gặp khó khăn trong công việc thì anh này đã đứng ra giúp đỡ em một số tiền cũng mấy trăm triệu, mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình không làm được, coi như nợ ân tình đó. Bây giờ cái nợ đó em đã trả hết chưa? Chưa. Giờ trả hết cuộc đời của tôi cho anh rồi đó. Chị hỏi nè, cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á, em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của bạn này hay là em một công đôi chuyện? Thật sự thì em không có nghĩ nhiều, em thương rồi em thấy đang bị cái công việc như vậy thì nói chung là em hết lòng giúp thôi. Còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không, hay sau này có trả cho mình không, mình không quan trọng là có đền đáp gì không. Rồi đến lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em? Sau một thời gian dồn hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để lấy lại những cái gì mà cô ấy mất mát á, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Và cái tình yêu nó có trơn tru không hay là nó gặp nhiều cái sự cố? Ba của em không có đồng ý. Nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục sao mà ba thích? Dạ thì ba đồng ý. Từ từ thì đó, ba thấy ảnh giúp đỡ này nọ rồi ba cũng thấy được là ta tốt với con mình. Nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy? Em tu mang được cổ bán nhà đất giống như lúc đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó. Cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Giàu thì cũng không giàu đâu, không nhưng mà giống như có nhiều là đưa cho em hết. Chồng em được cái là rất là chịu chơi, chịu chi. Tiền cũng không có nhiều nhưng mà rất là chịu chi. Cái lúc mà đám cưới là cho em đi Maldives để chụp hình cưới luôn. Quá sàng luôn. Lần đầu tiên của hai đứa là trong chuyến du lịch. Là lúc đó ở nhà em chứ
là từ lúc mà chia tay cái người đầu tiên á là tới đó chắc cũng 2 năm rồi, em không có chuyện đó dài hết. Nên cũng tự nhiên cái anh này tới cũng làm mình hơi khó chịu. Nói chuyện trên mạng mấy tháng thôi chứ chưa gặp. Hiểu rồi. Dạ. Vậy là bao lâu thì tụi em mới chính thức là dọn về ở sống chung với nhau? Em làm spa thì cũng có thuê nhà ở riêng, chắc cũng được vài tháng à, là ở chung luôn. Thì cái lúc đó em thường hay lui tới, tại vì có ở chung với mấy người anh chị rồi nữa, qua đó rồi ăn nhậu hàng ngày á, nhậu qua nhậu lại rồi xong rồi hai người nhậu luôn. Coi như là sau đó thì ba là đồng ý rồi, còn về phía gia đình em là ok hết. Đúng rồi, nguyên gia đình em thì nói chung là em thích ở đâu thì chọn ở đó, miễn sao mình thấy vui hạnh phúc là được. Tụi em làm đám cưới với nhau bao lâu rồi? Được 10 tháng rồi. Vậy thì giờ nè, trong 10 tháng qua em có phát hiện cái tật xấu gì lòi ra ở cái ông chồng này không? Có, nói nhiều. Trời ơi, nói nhiều hả? Để ông run rẩy mà ông nói nhiều hả? Nhiều. Nói chung là cũng do em, tính em thì không có gọn gàng này kia nên ông hay nói, ông hay lải nhải. Lèm bèm nữa. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ em múc gì em cũng hay làm đổ á. Cái là ông chửi, ông nói hoài à. Nói mà giống như cái ông hay là nói cứ trong họng á, có lèm bèm. Có, ông cũng nạt á. Nhưng mà cái tính là mình là vậy rồi, sao mình thay đổi được. Lèm bèm được không? Hơi nóng tính. Có bao giờ mà nạt em hay lớn tiếng em mà em khóc rấm rứt không? Nạt thôi rồi xong em nạt lại. Không biết mèo nào cắn miểu nào. Sao nữa nạt rồi còn ham gì nữa không? Dạ ghen. Vừa em đi đâu ra đường mặc đồ hở không? Dạ là ổng hay gì dòm, ổng không cho bằng vậy. Mà giống như mình mặc cái áo cũng bình thường à, ai đâu giống như nhìn vô giống ổng đâu. Nhìn ví dụ mà nhìn thẳng như vậy là sẽ không thấy ai mà nhìn vậy đâu. Ổng ra chỉ ông, đúng rồi, ổng dòm vô xong đấy, đúng rồi, ổng dòm vô vậy người ta thấy hết đúng sao rồi, nhưng mà ai đâu đút cái đầu vô giống ổng đâu. Ê, nhìn khòm đúng rồi không? Đúng rồi thôi để tôi nói đó. Chuyện tôi nhìn lên thì tôi không ghiền dạ vậy đó. Có hay ham nhậu không, hay tụ tập bạn bè không? Lâu lâu mới đi thôi chứ không có đi hoài. Chứ là hồi đó là nãy mới kể đó là về mua đi là phải có em thì đi chứ không có nhậu là, ý là không có, không có ghiền đúng không? Dạ, không có ghiền. Không có rượu chè cờ bạc trai gái đồ. Dạ, vậy là tốt quá rồi. Thì tại em quen cũng 2 năm á, để giống như mình nhìn coi có cái tật xấu gì không. Tại vì hồi đó cũng kinh nghiệm mình quen người trước mình ra đúng rồi. Đúng trời rồi. Ơi nhiều ông về ở với nhau mới lộ tật xấu. Không, mà đi nhậu mà có 2 người đi đỡ lắm nha. Dạ. Có gì em chở. Dạ, đúng không? Đúng còn rồi. Không nhậu về hay bị té xe lắm á. Té hoài luôn anh. Cái lần đó đi nhậu mà té 3 lần luôn. Về cái xe là nát bấy luôn. Có nghĩa là đi trên đường sao? Mà té 3 lần. Đúng rồi, té xong rồi dắt xe lên chạy tiếp. Té cũng... tới 3 lần là dữ lắm á. Dạ. Tại vì ảnh kiểu ảnh hay ngại ngùng á, ngại từ chối lắm. Ai mời là ảnh cũng uống đó phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ sau khi mà lấy anh này rồi thì em mới thấy là ảnh có đầy đủ những cái yêu cầu mà giống như là hồi đó em suy nghĩ không? Có nghĩa là cái yêu cầu của em cao á. Dạ. Thì em thấy là anh thì có đúng thấy, yêu cầu của mình chưa? Dạ cũng đủ. Em có thể độc lập kinh tế thì em chỉ cần cái người đàn ông là chỉ cần ngoan thôi, chứ cũng không có cần phải kiếm quá nhiều tiền cho mình. Tại vì tiền mình có thể kiếm được. Hay quá. Dạ đúng rồi, chứ đúng mình lấy cái người chồng giàu quá thì cái người đó sẽ hay đi chơi hoặc là đi ra đường suốt ngày. Đúng rồi, thì cái đó mình không yên tâm. Rồi tới bạn này nè, kể tật xấu của vợ em ra chắc hết tập luôn. Vậy nhiều lắm chị ơi. Ở nhà hiện tại giống như em là đi chợ nấu ăn, nấu cơm, giặt đồ, nói chung là em làm tất cả hết. Vợ em là không làm gì, chỉ có việc làm kiếm tiền thôi. Mà bừa bộn đó, nói chung là đụng cái nào là giục cái đó, đụng cái nào giục cái đó, đổi cái nón bảo hiểm trên đầu thôi. Đi về tới nhà là bắt đầu ben vô trong nhà đó, là giục ở đó cái khẩu trang, giục một cái áo, giục một cái, giục tùm lum, không có nhớ gì hết đó. Là ai là người đi nhặt? Em là cái người dọn hết. Lý giải luôn là bởi vì nó lèm bèm là đúng rồi đó. Nhắc hoài cuối cùng cũng vậy, không thay đổi. Nhưng mà có bao giờ mà nhắc mà đến nỗi mà hai đứa gây lộn nhau luôn? Cũng có, nói chung là mình bực quá thì mình nói, mà nói thì cô này rất là ngang, mình nói một tiếng là cô này đốt lại liền, giống như ở nhà cô ấy làm chồng vậy đó. Em giống như là làm một nàng vợ. Dạ, giống như một nàng vợ. Nàng dâu hiếu thảo á. Một chàng vợ đó. Dạ. Rồi cái gì nữa? Rồi, cái chai nước tẩy trang của cái bạn này nè, cái nắp á mà đậy lại là ngày đó là ngày
tặng thế, mở ra một cái tẩy chay là để vậy luôn á, có khi nó đổ nó rớt xuống dưới giường anh, nó ướt có khi nào em cố tình em để gì để cho ổng đậy không vậy? Dạ không, em không có nhớ, không nhớ một cái gì hết, làm cái gì cũng vậy á, hậu đậu lắm, giống như ngồi trong một cái bàn ăn chị coi từ đầu tới đuôi cũng phải rớt rớt đổ hoặc là rớt bể luôn. Đổ ăn là rớt, cơm là phải đổ, đổ rồi rớt xuống. Đúng rồi. Đổ có lụm lên ăn không? Cũng có luôn, có nhiều khi rớt á, nhìn thấy cái đó ngon quá tiếc lụm ăn luôn, nhìn qua lại coi có ai không. Vậy đó. Anh gặp hoài à. Dạ, còn dạ. Thật xấu gì nữa nè. Đang đi ở ngoài đường á, xoay qua xoay lại cái bắt thò tay giỡn cái gì á, đang ở ngoài đường đông lắm, bà cứ nghĩ là bà thích lúc nào là bà bóc lúc đó, bà thích lúc nào là bà chụp lúc đó. Chụp. Dạ, sự như đang ấy là mình nận nhá, mình nận. Còn có sở thích gì mà nó em đang ngủ tối thì mặc một cái quần đùi, sáng ngủ dậy cái quần đâu mất tiêu luôn, thấy bà tuột. Bà tuột luôn. Trời ơi, những cái sở thích bà chơi vậy là... đó. Bà là lạ lùng. Dạ. Không, mà con vợ có chồng thích... á, vậy mới vui. Nằm cái nhiều khi bà kêu dở nắp lên, bà dúi vô cái nắp, bà ngửi cái mà mình thì lúc kia cũng nhột quá, khó chịu mà cứ dúi. Nói là phải làm nha, không làm là bắt đầu bà dặn. Vậy đó, phải dở nắp lên. Dạ. Một ngày bà dúi vô nắp mấy lần? Bà dúi nhiều lắm rồi bà bóc hốt, bà làm tùm lum hết trơn. Tội nghiệp em quá, tự nhiên kể cái anh thấy cái đời chồng em chung kiên quá. Vợ chồng quen nhau mà em nghĩ không có mấy cái đó không có vui đâu. Đúng rồi, cái thú vị đó, tại vì tranh thủ chưa có con á thì cứ là hưởng thụ cái những cái cảm xúc, những cái mà dễ thương vui vẻ đó. Nhưng mà rồi có ghen không nè, cô gái này có ghen không? Dạ ghen. Nhận luôn. Ông này hay ga lăng lắm. Mà ga lăng với gái nữa. Em không thích. Ông không cần ga lăng với ai á, cần ga lăng với tôi được rồi. Giống như là đi chơi quy một cái đám bạn vô đứng thì em thấy mấy bạn kia không có khui bia cho cái bạn gái đó thì em mới khui bia thôi. Em rót qua một cái là bắt đầu bà giận quá chứ giận luôn, là bắt đầu gây lộn luôn. Gây lộn tại đám tiệc luôn. Là bà giận lúc đó nhưng mà xong rồi về nhà. Vậy mới nói, đó, về mới nói thôi. Chứ không có làm khui bia thôi đó. Không lấy ngay chai bia của em đưa nhỏ đó nữa. Đó, có nghĩa là quy một cái đám bạn không ai lấy chai bia cho hết cho nên em phải vậy, bia em rót vô thôi. Có người khác hoặc là có cái người khác người ta quan tâm, làm vậy vô tình cái người kia hiểu lầm phải không? Dạ đúng rồi đó, ngộ nhận chứ không phải ngộ nhận. Tại vì ông đẹp quá mà người ta ngộ nhận tưởng còn để tại sao. Đúng rồi đó. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì trong tất cả những cái tính mà nãy giờ em kể ra? Tưởng nói nhiều, em ghét nói nhiều, không có lèm bèm phải không? Nó nhảy hoặc là nói một lần là thôi. Như nhiều lần ổng nói vậy á, cái em nói sao vậy, sao đó ông không kiếm vợ nào giỏi ông lấy. Lấy tôi chi vợ về em nói nhiều quá. Còn ngược lại bạn này muốn thay đổi gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi, nói chung làm cái gì cũng phải trầm tính xíu. Nói chung là nếu mà chồng nói cái gì á thì mình nhỏ nhẹ nói. Em nói một cái là bạn ấy hay quạ quọ rồi nóng tính lắm, nói chung nghĩa là cực không kỳ có lắng nghe. Dạ, mà đúng rồi. Cãi lại trong cái cuộc cãi vã là bạn ấy phải là người thắng, còn không thắng một là la bùm lên, hai còn ôm mặt khóc. Khóc quá gì khóc mà khóc tức tưởi á, cái dạng vậy đó. Cho nên là mình trở thành người có tội. Dạ đúng rồi, trong khi đó mình là cái người đúng không phải là sai. Cãi vã cỡ nào em luôn là người nhận cái sai thì bạn ấy mới chịu. Thật ra cái hành động của em như vậy là rất là đàn ông. Em biết sao không, thực ra là vậy nè. Tại vì bạn này bạn đang ở đúng cái lứa tuổi đó, cái lứa tuổi của mấy cô gái mà còn đang gọi là chưa có định hình á, của một cái người vợ và người mẹ. Nhất là hai đứa mới lấy nhau có 10 tháng thôi, là năm mà cọ sát về hai cái tính cách khác nhau, của hai cái cá thể khác nhau á, rồi về chung một nhà. Thành ra là bây giờ là bạn phải lòi hết tất cả những cái tánh xấu của bạn ra, những cái gọi là cái tôi đó, cái tôi của mỗi người ra. Khi mà qua năm tới đi, ví dụ như có em bé, thì hai đứa sẽ dung hòa cái tính cách lại. Nãy tại sao chị hỏi em cái là em đã tìm được đúng cái người đàn ông của mình chưa? Thì em đã xác định là em tìm đúng rồi. Mà cuộc đời của một người phụ nữ mà tìm đúng được cái người mà mình mong muốn á, không phải ai cũng làm được. Đó, cho nên khi mà mình đã có được cái điều đó rồi thì mình phải giữ. Đúng không nè? Còn bạn á, thì tại vì bạn hơn bạn này tới 5 tuổi lận, thì bạn sẽ từ từ bạn hướng dẫn, bạn gò cái bạn kia lại. Cái mà trò mà đáng yêu như thế thì chị nghĩ là hai đứa ở nhà thì cứ thoải mái đi, chỉ có điều ra đường khéo khéo xíu thôi. Đừng cho tao thấy sợ bạn này quê. Thấy một cái là lên mạng, một cái là nổi tiếng rồi. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào hai em. Dạ. À, em là người Việt Nam à? Dạ. À, người Việt Nam. Ta nhìn em, anh tưởng là em là cô dâu người nước ngoài. Em là người Việt Nam. Người Việt Nam. À, chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Văn Hoàng Anh, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh gỗ, làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Rồi em... Dạ, em là Trương Cao Kỳ Duyên. Em năm nay 22 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em làm ở công ty giải pháp cảnh quan.
Hai em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai em lấy nhau được 2 năm. 2 năm hơn rồi. Hai năm hơn rồi hả? Lấy chồng dạ. sớm. Tức là 19 tuổi mấy đã lấy nhau rồi đúng không? Em đúng 20 là em lấy chồng. Tình yêu của các bạn bắt đầu từ lúc nào? Thì lúc đầu á tụi em đi chơi chung với nhau á, lần đầu tiên gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì về anh này nhiều lắm. Em cũng giống như là bạn của bạn mình thôi, thì là bình thường thôi. Ảnh cứ mời em ăn rồi mời em dùng cái này cái kia nhiều á, thì em nghĩ là trời, cái anh này đã thấy mình mập rồi còn bắt mình ăn nhiều nữa. Xong ngày đi chơi đó thì ảnh về á, ảnh đi hỏi cái bạn mà rất là thân với em, bạn đó mới nói là Facebook của em, thì ảnh mới comment inbox cho em. Lúc đầu em nghĩ, tại vì lúc đó em nhiều người theo đuổi lắm, em cũng không có để ý nhiều tới anh này, em cũng là rất là bình thường. Thì anh này ảnh mới nhắn tin, có nhớ tôi không, hôm bữa tôi đi chơi chung với bạn nè, tôi mời bạn ăn nè. Thì em mới vô Facebook ảnh, em nói nhớ rồi, nhớ cái chú này rồi. Thôi trời ơi, cái chú thì này em kêu bạn này là cái chú, thì bạn này nghĩ là chắc là em chê bạn già, nhưng mà thật chất em kêu là tại em kêu bằng chú em. Dạ, chỉ là chú là em thôi. Em của mình, nhỏ tuổi của mình đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Nhìn vô là có ấn tượng mạnh nè. Nó không giống như mấy người con gái khác. Ấn tượng nhất là cái điểm nào? Thì lúc vợ em cười lên, rất là xinh. Wow. Có mỉm mỉm không? Dạ, mỉm mỉm đi, đó giờ mỉm mỉm đó giờ luôn. Bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tiến tới tình yêu với nhau? Tại vì em ngày nào em cũng muốn đi ra đường hết á. Thì em đi học về là em muốn đi chơi, mà em lại rất là làm biếng chạy xe. Thì em mới kêu là chú ơi chú qua chở con đi lấy cái này đi, chú ơi chú qua chú chở con đi lấy cái kia đi. Cái hôm đó ảnh qua chở em đi là ảnh đi đá banh, bận nguyên bộ đồ đá banh luôn. Trước đó ảnh nhắn tin cho em á là em ơi anh đi xe quay á, em có dám ngồi lên không? Cái em mới nói bây giờ mà chú đi xe đạp á thì em cũng ngồi lên nữa. Tại vì em không có... Cái lúc mà nhắn tin là ảnh rất là quan tâm em, là ăn, ngủ hay là bất cứ cái gì ảnh đều nhắn tin cho em hết. Cho nên là lúc mà nhắn tin là em đã có cảm tình với anh này rồi. Cho nên là em cứ kêu ảnh qua chở em đi, qua chở em đi chơi. Thì đá banh xong á, ảnh mới hỏi là em ơi em có muốn ăn cái gì không? Cái em mới đòi đi ăn gà nướng, nó cũng hơi mắc tiền á. Mà em thì lại sợ anh này không có tiền, em không có dám ăn. Em ăn nhín, em ăn không vượt, chưa đủ sức em nữa. Em mới nói thôi em không ăn nữa. Thì tính ra là nó 130. Thì lúc đó anh có 200.000. Là tại vì anh đã cầm, trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á, để lấy 200.000 đó dắt em đi ăn. Mà về sau này á em mới biết cái chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Ủa lúc đó là em làm cái gì? Dạ lúc đó là em đi làm công. Ôi sao này mới biết được cái 200.000 là ảnh cầm cố cái dạ. của mình, thấy xúc động đúng không? Dạ. Mấy lần về sau là em dành trả hết, em biết rồi em dành trả. Em là rất là thẳng thắn. Thí dụ mà em thích ai em sẽ nói là em thích bạn đó không thích em cũng được, nhưng mà em vẫn sẽ nói cho bạn đó biết. Thì ảnh không có nói với em là anh thích em hay như thế nào, để nó có một cái gì đó chính thức. Ảnh không nói. Cái hôm đó em đi chơi xong về em bực quá, em mới nhắn tin cho ảnh. Bây giờ á, anh có thích, bạn có thích tôi không? Bạn có thì bạn nói có, chứ không á thì bạn nói không để tôi biết tôi thích người khác. Và lúc đó em trả lời sao? Lúc đó là em chưa có trả lời. Tại lúc đó em hồi hộp quá. Tim đập mạnh lắm, không biết trả lời sao nữa. Suy nghĩ khoảng 15 phút sau mới dám trả lời. Trời ơi, có 15 phút thôi à? Trả lời sao? Trả lời chỉ có một từ là có à. Có. Trời ơi, 15 phút đồng hồ mà ông nói được cái chữ có. Có thôi đó. Lúc đó em trả lời lại ông Kỳ Duyên. Cái em mới nói là vậy lấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của mình luôn nha. Rồi các bạn quen nhau bao lâu thì cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 1 năm. Là cái lúc mà em có em bé là vào sinh nhật của anh. Em vẫn chưa biết là em có em bé. Lúc đó em đi thực tập thì em té cầu thang. Em về em đau bụng hoài à. Cái em mới nói anh ơi em đau bụng kỳ lắm, thôi bây giờ anh đi mua que thử thai coi là em có bầu hay là như thế nào, tại em cũng trễ. Thì anh đi mua que thử thai cho em luôn. Mà mấy cái mà vật dụng con gái á là anh đi mua cho em luôn. Cái em nghĩ là trời ơi, đó giờ đâu ai mà dám đi mua mấy cái chuyện đó đâu. Mà anh vẫn đi bình thường. Mua nhưng mà về thử thai thì là... Dạ, có em bé. Là có anh ở đó luôn. Ủa lúc đó là các em đã đám cưới chưa? Dạ chưa. Em mới nói là trời anh ơi, mẹ em và chị em biết em có em bé
là chị em với mẹ em sẽ đánh em chết, đuổi em ra khỏi nhà luôn. Thì anh mới nói là em cứ đi lên lầu nói với mẹ là em có em bé, nếu như mẹ và chị không cho em lấy anh dắt em đi luôn. Wow. Em còn tâm lý của em lúc đó như thế nào? Tâm lý em đó thì vừa vui mà cũng vừa sợ nữa. Nhưng mà mẹ biết anh này đúng không? Dạ. Mẹ có thích anh không? Dạ, tại anh này ốm quá, sớm em ai cũng nói là nhìn anh như xì ke vậy đó. Anh công an khu phố á mới hỏi dượng rể của em á, ủa ông ơi, cái hẻm của ông có cái thằng nào xì ke mới dọn về ở hả? Trời ơi. Thì ông dượng em mới nói là trời, thằng đó thằng rể của tôi á. Nhưng mà sau đó thì tụi em có tổ chức đám cưới không? Dạ có. Rồi tiền ở đâu mà tổ chức? Lúc đó em mượn ở gia đình. Mượn gia đình em hả? Dạ, em mượn trước gia đình xong rồi đám cưới xong rồi em trả lại hết. Ờ, đám cưới lời hay lỗ? Dạ lỗ. Lỗ hả? lỗ thì sao trả được? Lỗ là em lỗ bán hết vàng luôn. Lúc đó em rất là đau lòng. Cái em thiếu lại 15 triệu. Giống như là em muốn trả trước luôn. Thì em mới nói với chị em là chị ơi, bây giờ em thiếu 15 triệu. Chị mới nói là thôi về đi, chị cho em mượn 15 triệu. Rồi, sau khi cưới nhau, cho anh hỏi nghe, người đàn ông này, anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ không, với em là em thấy anh hoàn hảo luôn á. Không lẽ là không có một cái tật gì xấu hay sao? Anh chỉ có là hơi tin người thôi. Còn ngoài ra là như chăm con, kiếm tiền, chăm vợ là anh làm rất là tốt. Không, tin người là như thế nào? Tin người lắm ra, anh. À, là đúng rồi. Là mượn tiền giùm, đi cá độ giùm. Cái gì? Toàn là giùm không à anh. Cá độ giùm nữa hả? Dạ, đi làm giùm người ta không à. Tại vì anh đi làm về bao nhiêu tiền á, là anh sẽ nói là em ơi, hôm nay anh làm được nhiêu tiền nè, là đưa cho em. Xong rồi, cái ở trong công ty em á, thì mấy anh cũng chơi mùa World Cup á. Cái anh này anh mới nói trời, để tôi đánh giùm cho. Tài lanh rồi. Dạ, đấy. Cái mấy ông kia mới đi mét lại với em là trời, chồng mày nó rảnh ghê, nó lo chuyện này kia. Cái em mới thấy vậy em giận. Em mới nói là em không thích cái chuyện mà lo chuyện bao đồng, em không có thích. Xong rồi em mới giận anh quá, em ôm con em đi Đà Lạt. Em đi Đà Lạt chơi 4 ngày. Mà đó giờ em không có chăm con giỏi, toàn là anh chăm không mà. Mới có ngày đầu tiên em gọi điện cho anh ơi, lên cứu em chưa hết nổi. Rồi bây giờ tới em đó. Bà xã em có tật xấu gì không nè? Dạ em ấy thì chỉ có tật xấu là không chăm con thôi. Với lại làm biếng lắm, vợ em làm biếng lắm. Mê ngủ nữa. Sáng sớm là con em đi học á là bà ngoại sửa soạn hết. Rồi em xuống là sửa soạn rồi chở con đi thôi. Nhưng mà kêu vợ em 5 lần 7 lượt chúng chưa dậy nữa. Vợ em là siêu mê game luôn. Mê game trên điện thoại á anh. Về chưa, con về chưa tới thấy con là cầm điện thoại chơi game rồi. Xong rồi tới lúc bà ngoại làm cơm xong rồi xuống ăn. Ăn xong lên chơi nữa. Nhiều khi có cái nào mà mê game quá mà bị cuốn theo game mà quên luôn cái vụ kia không? À dạ không. Anh thường là ngủ trước em không à? Còn ngày nào mà hai vợ chồng em mà chuẩn bị á là em đem con đi gửi bà ngoại. Thì anh mới kêu á là thôi em đi tắm đi. Em đi tắm chuẩn bị anh ở trên đây đợi em. Thì lúc mà anh nằm ở trên đây đợi em á thì không biết anh thèm đồ ăn quá, anh chạy ra mua đồ ăn. Cái nó thôi vậy anh đi mua đồ ăn đi, tại vì em nghĩ là cháu ăn lấy sức. Xong rồi em mới tắm xong lên sức kem đồ sạch sẽ thơm tho cái ngủ quên luôn. Sao câu chuyện gì đâu anh tức quá kìa trời. Xong rồi anh về thấy em ngủ quên rồi, cái anh mới okay, thấy quá. Tội nghiệp quá cho ngủ luôn. Nhưng mà cái xác suất vậy nó nhiều không? Dạ có, em hay chăm cho bé nó ngủ. Thì anh mới nói là em tối nay là mình làm một trận linh đình nha em. Wow. Em mới nghĩ là cũng được thôi, tại vì lâu quá vợ chồng mình không có là không có đụng vô nhau. Xong cái em mới cho em bé ngủ. Cho em bé ngủ xong quay qua anh ngủ luôn. Trời ơi. Em bị hoài luôn. Thôi vậy mai mốt mình đừng có nấu trước luôn em. Không, nói trước là anh vô anh ngủ liền. Dạ. Anh dễ ngủ lắm. Rồi chồng... bây giờ em mong muốn người đàn ông này thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt lo chuyện bao đồng lại thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì em thấy quá là ok. Còn em sao? Vợ của em là chỉ bớt ngủ nướng lại. Như vậy chăm con nhiều chút. Tại vì em chăm con mạnh lắm. Nói nghe nè, hai đứa, chị không có nghĩ là hai đứa còn nhỏ vậy mà cái suy nghĩ của tụi em rất là chín chắn á. Dạ. Thật sự nhất là bạn vợ. Bạn vợ bạn yêu em một cách gọi là... Đúng rồi. Gọi là không có điều kiện luôn á, giống như là yêu bằng cả trái tim đúng không? Dạ.
hiện giờ hai đứa quá hạnh phúc rồi, quá dễ thương rồi. Bây giờ xin chúc cho hai vợ chồng em cứ mãi như thế này, cứ mãi yêu nhau và cùng cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, em cảm ơn chị hai đứa nha. Dạ. Cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa. Không có yêu gì hết, không có nghĩ được là cưới là để cưới chồng là để làm gì nữa.